Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành công văn thông báo danh sách các địa phương bị tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS năm 2019. Theo rà soát, có 40 quận huyện của 9 tỉnh, thành phố có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 60 người trở lên phải tạm dừng tuyển chọn trong năm 2019. Có thể kể đến những địa phương như huyện Nghi Lộc, Nam Đàn của Nghệ An, huyện Đông Sơn, Hoàng Hóa của tỉnh Thanh Hóa, thành phố Chí Linh, Hải Dương của tỉnh Hải Dương và nhiều địa phương khác. Hiện tỷ lệ lao động Việt Nam bất hợp pháp tại Hàn Quốc cao nhất trong các quốc gia phái cử lao động sang quốc gia này.